khách thân mến với Dương Mai Như Huỳnh ơi. Thì hôm rồi Như Huỳnh cũng có quay may cúc lên cho cả nhà mình. Hôm nay Như Huỳnh có được vài loại may cúc rất là đẹp. Và mặt hoa là cả nhà thấy không? Đó, nó rất là nhiều cánh và lung linh luôn nè cả nhà. Đây là cúc đợt đỏ nha. À, cúc đợt đỏ bây giờ cái số cánh của nó là nó 1, 2, 3, 4, 5 lớp. Thì mỗi một lớp nó khoảng cỡ là 5 đến 7 cánh, 8 cánh đó. Nhưng mà điếu không nổi đâu. Nhưng mà nó rất là nhiều cánh. À, cúc này cả nhà thấy nó cũng là bông chùm nha cả nhà. Một chùm nó có thể là 2, 4, 5 luôn, 5 bông á. Rồi nó đang ôm nụ như thế này đây. À, có cây như thế này. Rồi có cây á, thì nó cũng dài thuần thuộc luôn, chúng ta lấy bo nhiều luôn. Đó. Rồi có cây thì nó cũng ngắn nhưng mà nó có múi bí nè cả nhà. Đà cây này thì nó cũng mập mạp nè. Đó, bự rê chưa. Củ nó to ha. Có cây này như thế này. Đó. Và cây này thì nó liền cốt được khoảng cỡ 80% rồi. Ôm nụ như thế này rồi. À, đây là cúc đợt đỏ nha cả nhà. Em đo cho cả nhà mình xem ha. Đó, nó đủ cỡ hết luôn. À, 2 gang. Cây thì thường thường. Rồi, cây như thế này á, là 125.000 một cây. À, ai lấy 2 cây thì Quỳnh bao ship nha cả nhà. Nó rất là đẹp luôn. Đây là cúc đọt đỏ nha. Rồi, kế bên đây là Huỳnh có Phú Tân luôn nè cả nhà. À, Phú Tân xum xê chưa. Đây là Phú Tân. Thì cái này á, là cao khoảng 1 gang, 2 gang, 3 gang tay em. Có cây thì nó cũng cỡ 2 gang mấy cả nhà. Và cái này về chúng ta lấy bo nha. À, mỗi một cành nhánh thế này chúng ta lấy tới bỏ cái non này cả nhà, chúng ta lấy đây một bo nè. 2 bo nè, 3 bo ha. Nó chúng ta lấy bo xong đôn lại thì nó sẽ nhảy nhánh thêm. Và cái gốc của nó là cỡ ngón danh của Như Quỳnh nha cả nhà. Đây là Phú Tân. À, cái nhà thấy không, cái gốc nó rất là đẹp luôn nè cả nhà. À, mập ú luôn. Đây là gốc quấn rễ nha cả nhà, gốc quấn rễ nở, nó rất là nở nè. Rồi cái này cũng vậy luôn, 125.000 một cây. Ai lấy 2 cây thì Như Quỳnh cũng bao phí ship luôn nha cả nhà. Cây này nó mập mạp, nó cứng cáp rồi và độ liền cốt của nó là khoảng hơn 50%. Ở nhà thấy nó rất là hiền cốt. À, Phú Tân á, thường là Như Huỳnh dí là nó là vua của miền lạnh á. Ở ngoài miền lạnh á thì chúng ta nên trồng Phú Tân thì nó nở rất là đều. Nhưng mà Phú Tân có một điều đặc điểm đó cả nhà biết không ạ? Nó thưa lá và nó thưa nụ. Nhưng mà một nụ nào của nó là nó nở rất là lâu và nó không có bị rụng nụ ha. Nó nở khá là lâu, khá là say luôn á cả nhà. Nó ít có bị nín lắm. Đây cả nhà thấy nó ôm nụ rồi đây. Phú Tân nha cả nhà. Rồi cây này thì Như Huỳnh đo là ước lượng là khoảng cỡ có cây là 2 gang em nha. Có cây thì cũng được 3 gang nè, 2-3 gang nè. Đó, cành nhánh là như thế này đây. Và chúng ta lấy bo nha. Mà chúng ta lấy bo được nè, chúng ta nuôi thêm. Và Như Huỳnh thấy nó rất là khỏe. À, và Như Huỳnh tính gửi gắm đến cả nhà rằng là hãy lắng nghe. Nếu yêu thích Như Huỳnh thì hãy lắng nghe Như Huỳnh diễn tả và nghe và cảm nhận bằng cái sự chân thành cũng như là sự yêu mến Như Huỳnh thì sẽ biết được cái cây mà Như Huỳnh diễn tả nó như thế nào, xấu đẹp và cao nhỏ như thế nào cả nhà. Qua màn hình chúng ta nhìn lúc nào nó cũng to hết, lúc nào nó cũng rất là bự, không phải là Như Huỳnh phóng đại mà là do Như Huỳnh quay cận cảnh thì chúng ta nhìn nó rất là bự. Nhưng mà cây Như Huỳnh diễn tả là nó tầm khoảng cỡ ngón danh và ngón cái của Như Huỳnh ha. Các cái gốc thì nó rất là đẹp luôn cả nhà. Và khi chúng ta nuôi những gốc này lên nó có rất là giá trị và cây nó rất là khỏe thì Như Huỳnh thật sự cũng không có nhiều ha. Đây cũng Như Huỳnh xin nhắc lại là 125.000 một cây. Ai lấy 2 cây Như Huỳnh sẽ bao phí ship. Phú Tân nha cả nhà. Rồi Như Huỳnh sẽ qua một loại nữa là đọt xanh. Đây cả nhà thấy đọt xanh không? Nó được ghép bởi các cái gốc rất là đẹp luôn cả nhà. Có cái thì nó ghép cũng gốc thường mà nó nằm ở dưới, sâu ở dưới á. Đây nó sâu ở dưới này nè cả nhà. Rồi cả nhà thấy không? Đó, nó nằm ở sâu ở dưới á, bí, nhưng mà bí nó sâu ở dưới rồi nó sâu quần ở dưới á. Rồi đây
tròn do nè. Cái này cũng bí mà bí được 2 muối tròn do. Và cây thì có cây nó cao thường thường, cành nhánh nó mập nha cả nhà, đem đo nha, 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang. Rồi có cây thì nó cũng gang gang mấy thôi. Nhưng mà những cái cây này nó rất là mập mạp ha, cứng cáp. Rất là tốt cả nhà. Và cả nhà thấy cái đột mập của nó, cái thân của nó chắc cỡ đậu đũa mà chúng ta ăn cơm á. Rồi nó nụ như thế này đây. Về cái này chúng ta có thể lấy bo nha cả nhà, và nụ như thế này chúng ta có thể thấy mặt hoa liền luôn. Rồi 125.000 một cây luôn. Ai lấy hai cây thì Như Huỳnh sẽ bao phí ship nha. Cái gốc nó rất là đẹp nè cả nhà. Đó. Ôm nụ hết. Cái này Như Huỳnh thấy là nó ghép già mùa rồi đó cả nhà. Vì cái độ liền cốt là, nè em quay cho cả nhà xem nè, 50% đúng không ạ? Liền cốt 50% luôn á. Ghép lâu rồi nó mới được 50% như vậy, chứ không phải là mới ghép là nó sắp xâm lấn qua cái cây mẹ luôn rồi đó cả nhà, thấy không? Nó là mập, nó mập so với cây mẹ là nó muốn bằng luôn cây mẹ rồi, chứng tỏ nó rất là cứng cáp luôn. 125.000 một cây, ai lấy hai cây Như Huỳnh bao phí ship nha. Đọt xanh. Rồi em giới thiệu thêm một loại nữa nha cả nhà. Đây là dảo nhung. Dảo nhung hôm trước khách hàng hỏi alo Như Huỳnh rất là nhiều. Và cả nhà thấy không, cái rễ nó rất là đẹp. Rễ nó mặt ú luôn á cả nhà, to cỡ ngón út Như Huỳnh luôn nè, thấy không, to hơn luôn. Và cái rễ của nó rất là đặc biệt, cỡ ngón út thôi nha, đừng có nhìn nó to lắm nha cả nhà. Rồi đây cả nhà thấy không, quá quấn rễ kiểu hình đủ kiểu hết. Và cái độ liền cốt này cũng được khoảng cỡ 40% á. Và cành nhánh á là em dựng đọt lên nè, một gang nè, một gang nha, hai gang còn dương cơ đọt nha. Có cây thì cũng cỡ một gang rưỡi nha cả nhà. Đó, có cây thì cũng ra hai gang. Và Như Huỳnh thấy là nó ôm nụ nè. Đây là dảo nhung. Dảo nhung á cả nhà biết không, nó cũng là 8 đến 12 cánh. Và cái cánh của nó rất là cứng cáp, một cái màu vàng vàng đậm, một cái vàng nghệ rất là đẹp cả nhà. Hôm trước Như Huỳnh có cái mặt hoa của dảo nhung luôn á, rất là đẹp. Thì dảo nhung nên sưu tầm và ghép thử. Cái này chúng ta để cho nó già bo vài bữa nữa chúng ta ghép. Còn những cái cây mà nó đã già bo như thế này nè thì chúng ta về chúng ta cắt lấy vài bo chúng ta ghép được đó, có hai bo đó cả nhà. Rồi cây như thế này là 100.000 một cây. Ai lấy 3 cây nhưng mình sẽ bao phí ship nha. Và chúng ta có thể lấy là mỗi loại cây cũng được. Dảo nhung. Dảo nhung nha cả nhà. Cũng có được khoảng 100 cây á. Rồi. Đây là gì ạ? Thì đây là cúc 24. Cúc 24 á cả nhà. Cái cúc 24 có nghĩa là cúc 24 cánh á. Hôm trước Như Huỳnh có mặt bông. Nhưng mà bây giờ là đây. Cây này Như Huỳnh sẽ giữ lại vài bữa nữa, Như Huỳnh sẽ quay cho cả nhà mình xem ha. Cây này để riêng nha. Xí quệ với cả nhà, cây này không bán. Cây này để riêng cho cả nhà mình thấy mặt bông rồi Như Huỳnh sẽ bán sau ha. Rồi, nhưng mà cúc 24 mà Như Huỳnh cũng có bán hôm trước và cũng có mặt bông luôn rồi đó cả nhà. Rất là đẹp. Cây thì nó cao khoảng tầm cỡ 1 gang, 2 gang Như Huỳnh nè. Có cây thì cũng gang gang mấy nha. Đó, có cây thì 2-3 gang. Nói chung là lộn xộn nhưng mà các cái gốc quấn rễ cả nhà thấy nó rất là đẹp nha. Rất là khỏe luôn. Rồi rất nhiều quá cả nhà, nghe chắc chán đúng không ạ? Cây này đó nhà thấy không. Rồi cúc 24 này á là 125.000 một cây. Ai lấy hai cây Như Huỳnh sẽ bao phí ship nha cả nhà. Còn ai lấy mỗi loại cây vẫn được ha. Nói chung là cúc 24 này nó rất là cứng cáp và gốc rất là đẹp. Chúng ta về chúng ta coi lấy bo liền luôn á, thấy nụ liền luôn. Ai lấy 10 cây thì Như Huỳnh tặng một cây nha cả nhà. Cúc 24 đẹp lắm cả nhà ơi. Đây có cây thì nó cũng cao lắm nha cả nhà, có cây thì nó cũng ngắn như cây này đây, 2 gang em nha. Đó, cây cúc 24 là 24 cánh đó cả nhà. Cánh nó to, bông của nó cũng được. Nói chung là nhìn
nó cũng giống như mấy loại cúc kia nhưng mà đẹp lắm, đẹp lắm cả nhà. Đây cây này là cao lắm luôn nè. Rồi em giới thiệu các loại như vậy, ai mà yêu thích thì có thể liên hệ cho Như Quỳnh nha. Chúng ta có thể là lựa mỗi một loại một cây nha cả nhà. Bây giờ hiện tại thì cây giống nó rất là hiếm và rau hút nữa nên là giá cả có thể là nó sẽ trên lệch. Thì giờ nếu mà cả nhà mình ai yêu thích thì alo em qua số điện thoại là 0949234525. Và cả nhà ơi đừng quên bấm đăng ký giúp Như Huỳnh nha. Ai mà mới biết Như Huỳnh hoặc là đã biết lâu thì hãy ủng hộ Như Huỳnh nha. Và liên hệ nếu như có bắt máy trễ thì cả nhà mình thông cảm nha, nhưng mình sẽ gọi điện lại. Rồi, Như Huỳnh mới chào cả nhà.